lo lắng là bệnh tâm thần phổ biến nhất ở Mỹ theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Gần 1/3 số người trưởng thành bị rối loạn lo âu vào một thời điểm nào đó trong đời. Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, các khuyến nghị mới từ một lực lượng đặc nhiệm liên bang của Hoa Kỳ cho rằng trẻ em dưới 8 tuổi nên được kiểm tra các rối loạn lo âu. Làm nổi bật sự phổ biến ngày càng tăng của chứng lo âu trong xã hội. Khi nói đến điều trị lo âu, bác sĩ tâm thần thường sử dụng một loạt các liệu pháp hành vi, chẳng hạn như liệu pháp hành vi nhận thức hoặc thuốc tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, các loại thuốc lo âu phổ biến nhất chẳng hạn như chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc SSRIs có một số hạn chế. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy rằng những loại thuốc này có thể tạo ra một loạt các tác dụng phụ khó chịu. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontier in Pharmacology cho thấy rằng một loại thuốc hiện có được sử dụng để điều trị chứng nghiện rượu có thể được sử dụng lại để điều trị chứng rối loạn lo âu. Thuốc được đề cập Disulfiram DSF hiện đã được FDA chấp thuận để điều trị chứng nghiện rượu. Cụ thể, DSF nhắm mục tiêu sản xuất một loại enzyme gọi là aldehyde dehydrogenase DSF, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất cồn trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu tò mò liệu tác động của DSF có thể đóng một vai trò nào đó trong việc ảnh hưởng đến giao tiếp trong não và hướng của các phân tử được sử dụng để gửi tín hiệu. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu cho thấy DSF cũng ngăn chặn một protein tương tác với CCR2 và CCR5, hai thụ thể đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp tế bào và quản lý cảm xúc và hành vi. Để khám phá những lý thuyết này, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của DSF trên chuột. Một số con chuột được cho uống DSF, trong khi những con khác được cho dùng diazepam, một loại thuốc lo âu phổ biến. Sau đó, những con chuột được đưa vào một cấu trúc mê cung cộng EPM trên cao để kiểm tra tác dụng của thuốc. Cấu trúc EPM thường được sử dụng trong các nghiên cứu trên chuột để kiểm tra tác dụng của thuốc lo âu, vì những con chuột lo lắng có xu hướng chiếm một số khu vực nhất định của cấu trúc. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng những con chuột được điều trị bằng một trong hai loại thuốc hoạt động tương tự nhau, cho thấy rằng DSF có tác dụng chống lo âu tương tự như diazepam. Cũng không có tác dụng phụ đáng kể nào ở những con chuột dùng DSF, một thay đổi đáng hoan nghênh so với các loại thuốc lo âu hiện có. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!